xin chào tất cả các bạn khán giả của bộ phim Mối Tình Đầu của tôi. Hiện tại đang là 4 giờ gần 5 giờ sáng. Bây giờ đang là gần 5 giờ sáng và thật ra thì đây là lần thứ 3 hay thứ 4 mình lên đoàn. Mà lần nào lên đây đều cũng phải là lên quay cảnh đầu tiên. Xong cũng ngồi đợi chán chê để quay cái cảnh cuối cùng. Nói chung là B cảm thấy rất là bất công. Em muốn phản đối bê Trần có mặt ở đoàn vào những lúc trễ như vậy, phản đối bê Trần. Bởi vì mỗi ngày mà bê Trần lên thì đoàn phim đều kéo dài tới sáng hoặc là đổ vỡ gì đó mà không quay được. Cái vấn đề đây là bê chỉ có quay được một đoạn thôi. Đúng, đó là những đề. Chứ bảo bê có phải là bê quay được cái nhiều gì đâu, bê quay đúng một đoạn mà phải quay từ sáng đến tối. Đó là vấn đề, tại sao mà không hiểu tại sao hết bê chỉ có quay một đoạn thôi mà bê làm ảnh hưởng cả đoàn cho đến sáng nay. Trời ơi, quá mệt mỏi rồi. Muốn đi về phải